Tiếng bỏ tài quá. Đau rồi, đau quá. Rồi. Im lặng. Biết độ tài quá. Ai là lớn nhất, hai đứa nào là im lặng. Ba ơi, cho con leo tường với à. Nói lại nha, ba ơi. Gì? Nói gì? Ba ơi. Ơi. Cho. Nó đàng hoàng. Với. Rồi. À. Kêu mẹ đi. Trời. Mẹ lên kêu câu cổ mẹ đi kêu ẩm thôi Thank you.
rồi bố đi mở ớt à đi 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 rồi hả thấp lớn lên thấp nhỏ vậy nín chưa đi rồi nín coi nín mới ẩm phanh tay lại đi à rồi sao rồi rồi lắm mới mở kìa mở cháu quất luôn thôi em không cầm thôi không ăn kẹo thì thôi em ở đâu ăn kẹo đâu ba em ủa khóc mà ê ê ê khóc mà sao không khóc nữa đi hả khăn giấy rồi mẹ chùi nó mắc nó lại nè chùi nước mắt đi nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên. Cái câu đó là em đóng với anh trong cái vở đó thì rất 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 nhiều xuất diễn rồi. Có đúng không anh Nghĩa? Rồi khóc nữa không? Còn khóc nữa hết hả? Bánh tay đàng hoàng ơi. Không có khóc nữa hay chưa? Khóc. No. Gì đâu khóc hoài vậy hả? Hả bác ơi?